Chào mừng quý vị đến với Góc nhìn HTV. Chương trình tuần này cũng được phát sóng vào dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Xin được dành trọn vẹn thời lượng Góc nhìn HTV ngày hôm nay tôn vinh những người vốn được xem là phái đẹp của xã hội. Qua đoạn clip ngắn vừa rồi, hẳn cũng đã đủ chuyển tải thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm ngày hôm nay: những đóa hoa rực rỡ. Thưa quý vị, Việt Nam chúng ta hiện được đánh giá là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, đạt được nhiều kết quả tích cực về thu hẹp khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực. Và năm 2023 vừa qua thì Việt Nam tăng 11 bậc về thu hẹp khoảng cách giới so với năm 2022, từ thứ hạng 83 lên 72 trong số 146 nước tham gia xếp hạng. Đây là những kết quả tích cực từ nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới của nước ta suốt nhiều năm qua, nhưng rõ nét hơn cả chính là nỗ lực vươn lên từ tự thân mỗi người phụ nữ. Họ giờ đây đã mạnh dạn chọn dấn thân vào những lĩnh vực ngành nghề tưởng chừng như chỉ đàn ông mới làm được như trước kia. Sau thời gian hoàn thành khóa đào tạo lý thuyết, hôm nay chị Phạm Thị Thu Thảo bước vào thực hành ngay trên đoàn tàu đang vận hành thử nghiệm của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Không lo lắng hay có bất cứ sự hồi hộp nào, người phụ nữ nhỏ nhắn này đã bắt đầu và hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, trọn vẹn nhất. Nái nữ này rất là chú ý vào những thứ mà em đang chỉ ở đây và rất có tinh thần học hỏi. Em cũng đã hướng dẫn nhiều bạn nam và khi hướng dẫn bạn nữ đây thì em cảm thấy là không có sự khác nhau nhiều. Khá là khâm phục các bạn nữ khi đã chấp nhận để học theo cái nghề này. Em nghĩ thì bất cứ công việc gì cũng vậy, chỉ cần bản thân mình đam mê với nghề, chịu khó học hỏi và quyết tâm đến với nghề một cách nghiêm túc thì công việc gì cũng vậy, thì em nghĩ là phụ nữ đều có thể chinh phục được. Tinh thần và quyết tâm như thế đã đi theo chị Thảo ngay từ khi bắt đầu và chắc chắn sẽ còn đồng hành với chị trong cả chặng đường dài phía trước. Tại buổi phỏng vấn, sau khi được nghe những cái phân tích khó khăn của một nữ đối với nghề nghiệp kỹ thuật viên lái tàu, thì chị Thảo vẫn thể hiện quyết tâm là em muốn trở thành người nữ lái tàu đầu tiên của Việt Nam. Điều đó đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng tuyển dụng của công ty. Và cái kết quả của Thảo đến khi tốt nghiệp là học sinh là có số điểm cao nhất lớp. Đó cũng là sự khẳng định mà chị Thảo đã thể hiện từ ngày đầu tiên đến với đường sắt đô thị số 1. Thường thì khi nhắc đến những cái ngành nghề kỹ thuật, cụ thể là cái nghề lái, thì mọi người đều có một quan niệm rằng là nam sẽ làm tốt hơn và các công việc này nó sẽ phù hợp với nam hơn. Thì từ đầu khi mà đến với nghề, em ý thức được cái quan điểm đó, nên là em đã đặt ra những cái mục tiêu cho bản thân. Phải cố gắng học tập thật là tốt để mình có thể củng cố được cái kiến thức cho bản thân cũng như là kỹ thuật lái của mình cho thật là tốt. Ước của em hiện tại thì em sẽ muốn trở thành một lái tàu giỏi, có một chuyên môn thật là vững vàng để có thể tự tin và hãnh diện khi mình ngồi vào vị trí lái tàu. Cảm thấy rất là khâm phục về ý chí và luôn luôn trân trọng cái sự đóng góp của Thảo, cũng là một tấm gương cho các thành viên công ty học hỏi, và bản thân tôi cũng học hỏi từ chị Thảo về sự quyết tâm luôn luôn dành cho sự nghiệp. Có một cái bạn nữ lái tàu như vậy thì cũng là, nói chung là một cái tín hiệu vui, là bây giờ càng ngày cái vai trò của người phụ nữ trong cái xã hội của mình là càng được nâng lên và được trân trọng. Thì những cái việc mà nghĩ là của nam giới thì nữ vẫn có thể làm và làm tốt. Dù đến với nghề một cách tình cờ phải được cho là cái duyên, thế nhưng có thể thấy bấy nhiêu đó rõ ràng chưa đủ, mà trên hết là sự quyết tâm, cố gắng, không ngừng nỗ lực vươn lên của chị Thảo. Từ khi mà mình được đào tạo và được học hỏi chuyên sâu về chuyên môn lái tàu thì mình đam mê càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên thì chỉ có một lái tàu là nữ là em. Thì em cũng hy vọng sau này thì có các bạn nữ khác cứ tự tin, mạnh dạn và quyết tâm theo nghề. Các bạn cứ vào buồng lái và các bạn thử sức mình thì các bạn sẽ cảm thấy được cái công việc này rất là hấp dẫn và thú vị đối với bản thân mình. Không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn cả người khác, và hơn nữa là mong được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự phát triển chung của thành phố. Đó là điều đáng trân trọng.
Bước ra khỏi gian bếp, phụ nữ giờ đây không chỉ theo đuổi được ước mơ của mình mà còn có thể chinh phục được những phần việc lẽ ra chỉ dành cho nam giới. Câu chuyện về người nữ lái tàu metro vừa rồi là một minh chứng, và chưa dừng lại ở đó. Thưa quý vị, có một lĩnh vực khá đặc thù về giới, nhưng trong những năm gần đây lại trở thành mục tiêu theo đuổi của không ít phụ nữ. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, lao động nữ chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, cao hơn so với mức 25% của thế giới. Và quan trọng hơn hết, họ còn tạo dấu ấn bằng chính những sản phẩm công nghệ chất lượng. Không chỉ được mệnh danh là nữ tướng công nghệ Việt Nam, nữ doanh nhân này hiện còn là Phó Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, là đại sứ duy nhất của Việt Nam tại Women in Tech, một tổ chức khuyến khích nữ giới tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin do chính phủ Pháp thành lập. Tất cả những trái ngọt ấy là thành quả vượt khó và nỗ lực không ngừng nghỉ của chị Kiều Quyên suốt gần 2 thập kỷ qua. Cái ngành mà có thể nói là chỉ có nam mới có thể làm được chẳng hạn, và chỉ có giỏi toán mới có thể làm được, thì 20 năm chúng tôi đã chứng minh được rằng là phụ nữ vẫn có thể làm được giỏi trong cái ngành này. Khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta phải nỗ lực hơn 8 tiếng đồng hồ một ngày, thì chúng ta phải làm sao đó để vượt qua những cái rào cản đó. Mình là một cái người nữ, mình hòa nhập được vào trong cái môi trường mà cái tỷ lệ nữ nó ít như thế, để mà mình có thể vượt qua và trở thành những cái vị trí quản lý và những cái vị trí quan trọng trong công ty. Cùng với cô gái trẻ này, dấn thân vào lĩnh vực công nghệ thông tin là lựa chọn ngay khi rời ghế giảng đường đại học. Hành trình ấy bén duyên khi cô nhận ra phụ nữ không thể đứng ngoài cuộc ở một lĩnh vực được xem là xu hướng của hiện tại và cả tương lai. Ứng dụng giao thông công cộng Busmap mà cô là người đồng sáng lập hiện đã có hàng triệu người dùng và sở hữu hàng loạt giải thưởng công nghệ trong và ngoài nước. Nhiều cái định kiến hay suy nghĩ là người phụ nữ khó mà có thể ở trong cái môi trường khắc nghiệt cũng như là khá là nhàm chán, khô khan. Nhưng mà với mình đây là một cái môi trường mà rất là tiềm năng và đầy nhiệt huyết. Thì mình thấy là ở người phụ nữ mình có cái thế mạnh là sự sáng tạo, và bên cạnh đó là chi tiết, cũng như là mình cũng mạnh cái việc gọi là vận hành công ty, cho nên là mình thấy mình có thể đóng góp được. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam đang có xu hướng cao hơn trung bình chung của thế giới. Điều này cho thấy định hướng đúng của chúng ta về mục tiêu phát triển ngành công nghiệp trọng điểm lẫn khát vọng bình đẳng giới. Song tất cả sự động viên ấy đều vô nghĩa nếu bản thân mỗi người phụ nữ không hiểu chính mình và phát triển bản thân. Các bạn nữ, các cái bạn trẻ mà muốn tham gia vào cái lĩnh vực công nghệ thông tin thì trước tiên chúng ta phải tìm được một cái hướng, một cái sự đam mê trong cái lĩnh vực này, bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất là rộng và chúng ta có rất nhiều những cái cơ hội. Và khi chúng ta tìm được một cái niềm đam mê trong một cái vị trí nào đó thì chúng ta phải luôn luôn phải làm sao kiên trì được, quyết tâm được, làm được đến cùng. Thử thách thì chắc chắn sẽ có, khó khăn chắc chắn sẽ khó, nhưng mà quan trọng là cái thái độ của mình và cái việc mình chọn lựa và mình biết là thế mạnh bản thân mình ở đâu. Người phụ nữ mình á là có cái thế mạnh là không ngại khó khăn, luôn luôn gọi là bản lĩnh để mà đối đầu với những cái kiến thức mới, những cái gì nó mới và những cái gì nó gọi là mang cái tính thử thách. Thì mình nghĩ là trong mọi lĩnh vực thì người phụ nữ vẫn có thể phát huy tốt vai trò của mình. Một quan điểm rất thú vị và thực tế từ nữ lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa rồi: chỉ cần biết mình ở đâu và có giá trị như thế nào thì thách thức nào, khó khăn nào cũng vượt qua. Với những ngành đòi hỏi hàm lượng chất xám cao, giờ đây không thiếu bóng dáng của những người vốn từng được mệnh danh là phái yếu. Họ thậm chí còn mang về thành tựu và đóng góp cụ thể cho sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh và đất nước. Mời quý vị theo chân Góc nhìn HTV vào phòng thí nghiệm để xem họ là ai nhé. Là công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, nữ tiến sĩ Hà Thị Thanh Hương, trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nghiên cứu những phương pháp mới để hỗ trợ các bác sĩ chẩn đoán điều trị các bệnh lý về thần kinh. Đặc biệt, tiến sĩ Thanh Hương đã đề xuất phần mềm Brain Analytics, phân tích hình ảnh MRI sọ não người bệnh, chẩn đoán bệnh Alzheimer chính xác tự động với độ chính xác 96%. Dự án đã kết nối với gần 300 y bác sĩ tại 42 bệnh viện khắp cả nước và đạt nhiều giải thưởng cấp trong nước và quốc tế. Nhóm nghiên cứu của mình tên là Brain Health Lab, tức là sức khỏe não bộ, cho nên tụi mình hướng tới việc là làm sao để tăng cường và bảo vệ sức khỏe não bộ của người dân. Thì mình có hai cái nhánh nghiên cứu chính liên quan đến việc phân
phân tích và nghiên cứu về bệnh lý Alzheimer và sa sút trí tuệ ở người lớn tuổi. Còn nhánh thứ hai là liên quan đến những cái nghiên cứu và những cái bệnh lý liên quan đến stress và sức khỏe tinh thần. Còn một cái nhánh khác mà mình cũng đang tham gia hợp tác với lại một số trường đại học và viện nghiên cứu ở Hà Nội thì liên quan đến việc tạo ra những cái hệ thống tương tác não máy tính, Brain Computer Interface, để phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị đột quỵ. Còn nữ tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, cũng đã từ bỏ những cơ hội phát triển tại Hàn Quốc, mang hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu về Việt Nam, đóng góp nhiều hơn cho nền giáo dục khoa học công nghệ. Đến nay, tiến sĩ Như Hoa đã có 36 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, chủ trì, đồng chủ trì 6 chương trình dự án đề tài nghiên cứu khoa học. Mà về Việt Nam năm 2019 thì hướng nghiên cứu chính của mình là phát triển những cảm biến quang học dựa trên nền vật liệu nano kim loại quý và những vật liệu nano khác, đã ứng dụng phát hiện ra những cái chất hữu cơ độc hại trong môi trường, hoặc là những cái chất dư lượng thuốc kháng sinh, hoặc là những cái loại vi khuẩn mà có hại cho dạ dày này. Gần đây nhất là mình ứng dụng trong nông nghiệp là phát hiện ra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong hoa quả, trong rau củ. Với trí tuệ, sự sáng tạo, nhiệt huyết cùng hoài bão nghiên cứu khoa học để phục vụ cộng đồng, những nhà khoa học này vẫn không ngừng nỗ lực cống hiến, đóng góp công sức nữ giới trên hành trình đi lên của thành phố mang tên Bác. Thưa quý vị, trên hành trình đi lên của thành phố này, nữ giới đã, đang và sẽ không bao giờ ngoài cuộc. Họ có thể là doanh nhân bản lĩnh trên thương trường, là nhà khoa học bền bỉ với mục tiêu giúp cuộc sống tốt đẹp hơn, là người mong muốn vượt ra khỏi vùng an toàn với những công việc chưa từng thử qua. Và thưa quý vị, họ cũng có thể là những người phụ nữ rất đổi bình thường nhưng không tầm thường. Bởi dù có thể phụ trách phần việc giản đơn, nhỏ bé, nhưng đức tính can trường, chịu khó của phụ nữ Việt Nam là điều nổi bật hơn hết thảy. Thưa quý vị, chỉ vài phút đứng ngoài trời như thế này mà tôi đã cảm nhận được sự oi ả nóng bức của thời tiết. Ấy vậy mà với những chị em tại công trình nút giao An Phú này, thì việc lao động hàng giờ liền dưới cái nắng nóng đã trở thành việc quá đỗi quen thuộc với các chị hàng ngày. Dù mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng các chị trụ lại được với công việc này cũng chỉ bởi hai chữ mưu sinh. Gia đình em thì cũng hơi khó khăn một tí, thì bỏ con ở dưới thì chừng nửa năm mới về một lần. Thì nó vất vả nhưng mà lo đủ được cho gia đình. Đó là cái nguồn động lực để tôi đi làm nghề này. Mình phải nuôi con ăn học, cho nên là phải chọn cái nghề này, vì cái nghề này là nó tiền liền. Mỗi một tuần là mình lãnh rồi, nó chậm nhất là 2 tuần. Mới đầu thì mình làm nó cũng khó khăn, rồi từ từ mình sẽ quen đi rồi nó sẽ bớt vất vả. Vì con nên là mình phải cố gắng cho bé sau này nó sẽ được một công việc ổn định. Cái nắng oi ả, sự nhọc nhằn khó khăn của công việc cũng không thể làm vơi đi sự lạc quan, vui vẻ của các chị. Có lẽ đó cũng là một phần động lực giúp họ xua tan mệt nhọc mỗi ngày. Nguyên cái công trình này là ai cũng dễ thương hết. Nói chung là mình người này làm không được đâu, người kia chỉ làm, cứ người cũ làm người ta biết vậy cả đó. Xong rồi cái người mới vô không biết, cái mình chỉ người ta, rồi công việc cứ suôn sẻ mà làm vậy đó. Nắng nhưng mà cũng có gì đâu, mình cũng làm vui vẻ bình thường không sao. Rất chi là khâm phục các chị, bởi vì các chị lao động là trong điều kiện vất vả, và công việc này là dành cho đàn ông là phần lớn, nhưng mà các chị cũng làm rất tốt. Chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3 nữa, chúc các chị là mãi mãi tươi trẻ rồi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thưa quý vị, 15 phút của Góc nhìn HTV chắc chắn không thể gói gọn hết chân dung những người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ, vẫn ngày ngày nỗ lực vì sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội. Những lời chúc tốt đẹp từ đoạn clip vừa rồi cũng là thông điệp chân thành nhất gửi đến tất cả những người phụ nữ nhân dịp 8 tháng 3 năm nay, và mong rằng phái yếu sẽ chân cứng đá mềm trên hành trình tiến về phía trước và luôn tỏa sáng như những đóa hoa rực rỡ dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Góc nhìn HTV tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.